Alo một hai năm sáu bảy xin chào tất cả các em thầy chào trang phạm phạm trà my trà my trần thành trung văn thiện thạch thảo thiên công nguyễn phương Chi bùi duy khánh thành nam thiên công văn thiện đề này cháy quá thầy ơi đề này lừa mấy câu rất là đơn giản mà rất nhiều bạn sập bẫy nhá quốc việt lê trọng khang hải đình thạch thảo thông phùng minh quân vũ văn anh rồi, Phan Tuấn Đạt, xin chào tất cả các em và chào mừng các bạn đến với buổi livestream đầu tiên về chữa đề Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 dành riêng cho các em Và thầy đặt tên cái chuỗi chiến dịch này đó là đề khảo sát chất lượng ở Khi mà các em tham gia vào cái chuỗi này ấy, thì các bạn sẽ có cái lợi thế đó là gì ạ? Các bạn sẽ làm quen với cái hình thức ra đề của đề thi tốt nghiệp Nó sẽ bao gồm kiến thức chúng ta ở phủ từ 11 đến 12 nhá trong cái đề này thầy sẽ cố gắng soạn để dần dần các em tiệm cận với cái đề thi thật Các em nhớ thế nhá à, Từ giờ đến khi các bạn thi luôn Rồi ok mình đưa vào đi các em Rồi Mai Chi, Đinh Thị Ương Giang, Ngọc Mai, Mai Chi, Hải Đình uh, Trịnh Bình, Nguyễn Minh Thủy, Ngọc Mai, Phan Tuấn Đạt, Nguyễn Hoài Minh Ngày hôm nay có rất nhiều bạn là xin phép thầy là các bạn nghỉ các bạn trốn uh, học nhá Để các bạn uh, đi liên hoan ngày 20-11 tập văn nghệ các thứ không sao cả cuộc sống thì chúng ta phải uh, kết hợp uh, uh, nhiều thứ khác nữa tuy nhiên đấy thầy rất là mong các em uh, nếu bạn không tham gia được thì bạn hãy cố gắng là gì ạ là làm lại và xem lại livestream bởi vì uh, kiểu gì nó cũng tốt cho các em thôi bây giờ thì như thường lệ hãy chia sẻ livestream giúp thầy và động viên thầy vài câu để phấn khởi đã sau đó thì thầy trò chúng ta trước khi bắt đầu thầy sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ sách cực kỳ hot <laughs> nó hot uh, ở cả cái tính mới uh, hot từ trang bìa đến nội dung hot từ cái việc mà thời gian công bố cuốn sách này cho các em đúng không ạ? Rất nhiều bạn ở trong lớp vip chúng ta đã chờ đợi rồi. Và những bạn nào tham gia vào khóa học này, các em đăng ký khóa học thì các em sẽ được hưởng bộ sách gồm 7 cuốn, tương đương với 7 viên ngọc rồng mà các em cần phải đi tìm nó để chúng ta quy tập lại 7 viên ngọc rồng đó để có thể gọi rồng thần xuất hiện và điều ước chúng ta sẽ trở thành hiện thực nhá. Rồi Nguyễn Thành Nam, Đỗ Thị Hương, Giang Phan Tuấn Đạt, Trương Mai Linh minh quân tuyệt vời hải đình trịnh bình nguyễn hoài minh rồi không sao hoài minh có thể nghỉ đi nhá nguyễn đức độ nguyễn hữu tài Bình. bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá Để tiết kiệm thời gian thì bắt đầu thôi các bạn nhìn thấy bìa sách nhìn đã thấy sướng chưa đó là xuất phát từ ý tưởng của tim tôi học của thầy phạm thắng đúng không ạ là thiết kế cái bộ sách đó làm sao cho nó uh, khác lạ đi một chút ít nhất là các em cầm cuốn sách các em cảm thấy nó 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 có gì đó thân thuộc nhá và các bạn chưa thấy có một cái bộ sách nào ở trên thị trường mà nó kiểu như vậy cả đúng không ạ à, chúng ta xem nào bộ sách nó đâu nhỉ à, trên trên page của chúng ta thầy Thành đã đăng rồi thầy sâu lại cho các em về cái bộ sách này cho các em nhìn kỹ hơn nhá đây các bạn có thể nhìn kỹ hơn đây là cái bìa lót của, của cái bộ sách còn bìa màu ấy thì ở trên page đã xem và mỗi một cuốn sẽ có một bìa khác nhau ok chưa dạ. thầy Phạm Thắng sẽ hóa thân thành phù thủy hóa học đúng không ạ và đem lại cho các bạn những bài giảng những cái câu hỏi rất là hay luôn. Với bộ sách này thì mong muốn thầy đã thay đổi và điều chỉnh cái việc mà gửi bộ sách này đến cho các em và mong muốn nó sẽ là cái bộ tổng ôn cho các bạn. Được chưa? Bộ tổng ôn cho các em gồm 7 cuốn và ngoài ra còn hai cuốn nữa cơ. Hai cuốn nữa thì tóm lại là Tết các bạn nhận được hết. À đây, các em có thể xem qua cuốn sách của chúng ta. Sẽ gồm là 7 cuốn này, các em có thể nhìn thấy ở đây nhá. Ok chưa ạ? đấy à, yeah. nhá và đây nội dung đây các em chưa nhìn thấy nội dung đúng không nội dung chúng ta thì cũng được trình bày theo uh, thiên hướng là phù thủy <laughs> trông nó, trông nó cũng hơi uh, trông cũng hơi uh, học sinh ấy nhỉ? ok nhá yeah. phần lý thuyết este nói chung ấy là cuốn này dành cho những cái bạn mà xác định là các em có thể lấy tuyệt đối điểm với môn hóa hoặc là các em không biết bắt đầu từ đâu thì các em uh, tập trung vào bộ này tuy nhiên ấy để học hiệu quả nhất ấy thì các em cần phải học trước chuyên đề ở trong khóa chuyên đề đã sau đó thì các em có thể làm nó các em có thể dành nó để các em ôn lại thì thôi không bao giờ sai luôn à, bao gồm cả phần lý thuyết nhá và phần bài tập thì các chương khác cũng thế thôi bài tập sẽ chia nhỏ nhất có thể cho các em ok ạ cái mấy đứa nhìn đi nhìn sơ sơ qua đi à, ok đấy trông cũng được đấy nhở nhìn trông cũng uh, màu mè cũng được ấy lý thuyết thì tóm gọn thôi nhá yeah tóm gọn thôi sau đó thì câu hỏi uh, hay gặp nhất sau đó thì có hướng dẫn giải câu nào khó thì hướng dẫn giải còn không thì chỉ có bảng đã bán thôi như thế mới phát huy được cái khả năng tư duy của các bạn chứ đúng không? đấy sơ sơ như thế Nó rất là kỹ cho các bạn từng phần một. thầy nghĩ cái cuốn này là quá tuyệt vời cho các em cuốn này thực sự quá tuyệt vời đấy cái bộ 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 này chứ không phải cuốn nha bộ này chúng ta sẽ gồm 7 cuốn cơ Yên tâm thầy sẽ gửi đến tận nhà cho các em, các em không phải lo và về địa chỉ rồi vân vân ấy thì trong lớp vip chúng ta thì trước khi mà gửi cho các em thì thầy sẽ gửi cái link để các em kiểm tra địa chỉ rồi các thứ vân vân xong rồi chúng ta thầy mới ship về cho các bạn nhé. Rồi ok. Xong chưa? Cảm thấy thế nào ạ? Trịnh Bình, Trương Mai Linh, Đỗ Thị Hương Giang, Thiên Công, Mai Mai. Mỗi cuốn sẽ có một cái màu khác nhau đấy và thầy không muốn không muốn giới thiệu quá nhiều về nó nữa. Các bạn cứ nhớ là đăng ký khoa học này thì các em sẽ được nhận nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bảng xếp hạng của chúng ta ra thì số học sinh sau khi mà thi xong ấy, thì các em làm cũng khá nhiều thực sự như vậy thì hy vọng là đó là một cái tín hiệu tốt ở đây chúng ta gọi tên những cái bạn ví dụ như bạn Phùng Văn Thông bạn này như là tên thật của bạn ấy là cái gì ấy? tên thật là khác thì sao ấy nha bạn Phùng Thông của chúng ta là rất là chăm chỉ bạn này gần như là cái người mà nộp bài đầu tiên ở trong lớp vip của chúng ta từ trước đến giờ Trương Công Huy Trần Tú Như Nguyễn Đức Dũng Thắng Đoàn lê trần bảo ngọc trần thành trung lê, uh, chưa, lê lương quốc thắng lê vinh trung trần ngọc minh đấy các em thấy rằng rất nhiều luôn đấy các bạn có thể nhìn thấy đấy ủa rồi còn có ông ngô trí tài lớp vip 2 k 4 này <laughs> ông ngô trí tài là là sinh viên đại học rồi nhưng vẫn vào làm và và cũng có sai nhỉ nhưng mà này là đỉnh rồi nhá thế rồi bây giờ chiến đi chiến nhá bắt đầu chiến thôi nhỉ các bạn chia sẻ livestream cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy cái cho nó phấn khởi. Thầy cũng rất mong các em mà ờ, sau khi các em đã thi giữa kỳ xong rồi hãy thời dành thời gian tâm huyết của mình để tập trung vào học giúp thầy đi. À, thời gian nó không chờ đợi ai cả. Do đó mà hãy tranh thủ mà học. Thầy ờ, rất là mong muốn là những bạn ở trong lớp VIP 2K5 của chúng ta, những bạn nào mà các bạn ấy mong muốn đăng ký khoa học và chiến với thầy thì các em có thể giới thiệu. Thầy ờ, Khoa học của thầy đến với các bạn đấy là các bạn ấy có thể tiếp cận nhé Thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ chiến thôi. Chiến đi. Rồi Quốc Việt, Phan Tuấn Đạt bắt đầu nhá. Are you ready? Bắt đầu. Comment đáp án cái này đi. Bắt đầu chiến thôi nhá. Nhanh cho các em đi nghỉ. Câu số 1 nào. Sau này chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ có cái cái kinh nghiệm làm bài sẽ rất nhanh. Để thực sự như thế và dần kinh nghiệm các em sẽ hình thành những cái kỹ năng của mình. Bây giờ câu số 1 nào? Câu số 1 người ta hỏi cái gì ạ? Chất nào sau đây là amin? Quá dễ luôn đúng không? Amin chúng ta ở đây chắc chắn đó là đáp án B. Và cụ thể hơn thì đồng chí này nó là amin bậc 2. Nhớ nhá amin bậc 2. Còn các đồng chí khác là ancol axit carboxylic este rồi thì không thèm chấp, quá quen rồi. Câu số 2, hợp chất nào hợp chất này có tên gọi là gì? Trời ơi, quá là mềm mại đúng không? Đồng chí này có tên là gì ạ? Gly xin Viết tắt là Gly đấy nhá. Đáp án chúng ta chắc chắn D. Ông nào mà sai nữa thì là vứt đi luôn. Không tính luôn nhá, Thạch Thảo Mai Chi Quốc Việt, Đỗ Thị Hương Giang Hải Đình, Yến Phùng, Mai Chi. Rồi, chào thầy Ngọc Anh nhá. Cái đề này em làm được lúc lúc thì có việc khoanh linh tinh nhiều quá Không được, như thế không hiệu quả đâu đạt nhá Bao giờ thực sự tập trung vào bấm thời gian và làm nghiêm túc Thì nó mới hiệu quả đối với đánh giá đúng cái năng lực hiện tại của các em Chứ còn em làm uh, sáng làm hai câu, chiều làm uh, 30 câu Sau đó tối làm tí thì, thì thực sự nó không hiệu quả đâu nhá Đỗ Vi, Ngô Minh Đức, Ngọc Mai, Trương Mai Linh Nguyễn Thành Nam, Vũ Vân Anh, Đỗ Thị Hương Giang và Ngọc Mai Rất tốt, câu số 3 Câu số 3 là một câu sau này em sẽ còn gặp lại rất nhiều liên quan đến ứng dụng Đấy, ứng dụng của các cái hợp chất của carbon Mà tới thầy Ngọc Anh sẽ dạy rất kỹ cho các bạn về hợp chất của carbon nhé Khi em đốt dơm dạ trên các cánh đồng sau vụ thu hoạch Vì sao lại đốt dơm dạ sau khi mà thu hoạch Bởi vì bà con mình là khi đốt dơm dạ thì nó sẽ thành phân Đúng không? Bổ sung luôn cho đất của chúng ta Chứ mang về mà 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 trở về mà đun thì bây giờ cũng ít lắm được chưa? Nhưng mà nếu mà đốt như thế thì nó sẽ gây hại môi trường rất là nhiều. Bởi vì sao? Trong khi em đốt thì sẽ sinh ra khí X. Khí X thì nặng hơn không khí gây hiệu ứng nhà kính thì cháu xin ngay đáp án A trượt đâu được. Khí các uh, uh, gì ạ? Uh, CO2 nhá. Câu số 4 nào. Trịnh Bình, Kim Dông Xuân. Bùi Di Khánh còn thủng tầng ozone kìa. Nguyễn Ngọc Anh ngoài khí CO2 ra thì còn khí CH4 là, là 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 gây hiệu ứng nhà kính đấy chưa? Thầy Ngọc Anh đỉnh cao lý thuyết của thầy Ngọc Anh thì nó cứ gọi là, là là là, như kiểu số tóc của thầy Ngọc Anh ở chân đầu ấy đúng không ạ? este nào sau đây tác dụng được nào hát những cái câu này là câu cho em điểm Do đó em phải làm được ngay cho thầy nhé đun nóng em thu được ancol metallic đúng không? thì chúng ta nhìn vào cho thầy là cái đuôi này với este cái nhìn đuôi thôi đáp án chúng ta chắc chắn b nhé cắt đây ra được ancol metallic câu số 5 những cái câu dễ này cố gắng đẩy lên khi mình học mình đẩy tiến độ lên để mình dành thời gian cho những cái câu khác tuy nhiên là là không được làm sao không được sai những câu dễ rất nhiều bạn sẽ sai chất nào sau đây là amin bậc một à, thì ở đây có chữ bậc amin nhắc lại thôi bậc amin là số nguyên tử gì ạ nguyên tử hydro bị thế nha trong cái phân tử nh 3 được chưa người ta hỏi amin bậc một tức là, là 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 gì ạ ông này là bị thế uh, mất một hydro vậy còn hai hydro cứ nhìn đâu còn hai hydro chọn luôn c nha đây amin bậc hai này Đúng không anh này I amin mean bậc 2 này Đồng chí này I amin mean bậc 3 quá quen rồi Và trong đó thì đồng chí này ở dạng khí này Khí này à, Khí này nhá Ôn lại khi mà chúng ta học thì chúng ta ôn kiểu như thế Câu 6 này thì phải đến 80% các em làm sai Thực sự như vậy Thầy không biết vì sao các bạn làm sai nữa Thị Ngọc Mến Hồ Nguyễn Phương Trì Đinh Công Thắng Đỗ Thị Hương Giang Nào Thầy Ngọc Anh đâu rồi comment hộ cái câu 6 xem có nhầm không ạ à? <laughs> câu này là rất nhiều bạn là vì là các em thấy là nó, nó, nó rơi vào vị trí câu 6 em nghĩ là, là đơn giản nhưng mà cuối cùng lại là làm sai câu này rất là đáng tiếc số nguyên tử oxy ở trong phân tử axit gluconic à, nhiều bạn là em em nhìn mắt em là nhìn nhầm nó thành axit glutamic đúng không vân à, vân đấy hay là à, thằng glu ở chúng ta đấy nhá và các bạn chọn đáp án là đáp án c rất là nhiều đây này các bạn chọn c rất nhiều luôn nào rất nhiều bạn ấy là em chọn em em nhìn vào đây nó thành là axit glutamic rất nhiều luôn được chưa ờ thầy chào phước hiền câu 6 lần đầu em sai còn nhớ axit gluconic của chúng ta không nhỉ ông này ông này là là, là, là sản phẩm của quá trình oxy hóa glucose đúng không glucose chúng ta c 6 h 12 o 6 oxy hóa anh này tạo ra c 6 h mấy ạ o 7 nhá C6H12O7 còn nếu mà cụ thể hơn nữa thì đây là CH2 này. OH này, đúng không? Chỗ này là CHOH bốn lần thì cái cấu tạo này giống như của glucose. Tuy nhiên đến đây nó phải là gì ạ? COH nhá. Rất nhiều bạn là các em sai câu này. và em đếm số nguyên tử oxy em thấy là bao nhiêu? À, mấy nhỉ? À, 4 4 là 7, đáp án là D cơ. Rất nhiều bạn làm sai. Đấy, 80% hơn 80% cơ. Do đó mà thầy cũng hy vọng các em đi thi tinh mắt vào một tí kiến thức chúng ta có nhưng mà mắt chúng ta lại kém thì nó vứt đi câu số 7 nào câu số 7 chất x có cấu tạo như này tên gọi của nó là, là gì câu này cũng vẫn có bạn sai mặc dù thầy đã ôn cho em rất nhiều đấy cho thầy gốc này là gốc vinin đúng không nhìn vào đây vinin này gạch ngay cho thầy hai đồng chí này đã đúng không mê tin với a tin là sai tuy nhiên ấy là, là là cái gốc này này là, là gốc propionat vậy đáp án chúng ta phải đáp án b vinin propionat được chưa nhá yeah. câu số 8 nào Băng Đỗ Nguyễn Phương Chi Trịnh Bình Nguyễn Phương Chi rất tốt Đỗ Thị Hương Giang không bị sai đúng không? Câu này câu số 8 này cũng nhiều ông đứt đấy. Thầy thầy xem mà thầy cứ buồn cười. Nhiều vụ ngộ độc rượu ấy là do trong rượu ấy chứa methanol CH3OH đấy và em chọn A luôn. À, chọn A luôn là ra đi. À, xin vĩnh biệt cụ ngay đúng không? <laughs> Bởi vì câu hỏi nó khác cơ. Là người ta hỏi em là công thức của cái ancol đồng đẳng kế tiếp của methanol cơ đồng đẳng kế tiếp của metanol nó là etanol, được chưa? Metanol chúng ta thì cái này cứ phải hỏi thầy Ngọc Anh uống rượu thì các em thấy là một số các loại rượu mà nó nấu nó, 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 nó rượu uh, lậu ấy. đúng không? thì khi các em uống thì các em sẽ, à, các em thì ít uống, thầy Ngọc Anh hay uống uh, sẽ có dấu hiệu là bị đau đầu vân vân nhá, thì nó sẽ chứa là metanol trong đó. Ok câu chín nào rất nhiều bạn sai câu tám nhá. Rồi Lê Thanh Toàn Đỗ Thanh Đồng Quả đề lú đầu quá thầy Rồi câu 9 Lú ngay từ những cái câu đơn giản nhất đúng không ạ Còn tiếp theo thì những câu sau thì dễ thôi Chất nào sau đây là thuộc loại polysaccharide Thì chúng ta có hai polysaccharide mà các em học trong chương trình đó là tinh bột và sen Đúng không? Cellulose Câu số 10 Câu số 10 liên quan đến ứng dụng của anh Banking Soda uh, Thuốc muối hay còn gọi là bột nở vân vân là tên gọi uh, dùng trong ngành thực phẩm của sodium uh, bicarbonate đúng không Đấy, bicarbonate chúng ta người ta hỏi công thức hóa học của anh banking soda là cái gì soda chúng ta đã học rồi soda đó là na 2 so 3 banking soda thì nó phải là na 3 được chưa vì sao là bụt nở bởi vì cái các cái muối hydrocarbonate đấy là nó rất kém bền nhiệt rất dễ bị nhiệt phân được chưa ngay cả khi đun nóng nó sẽ tạo ra là na 2 co 3 cộng co 2 và nước co 2 và nước đấy thì nó sinh ra co 2 rồi là là, là, là nó, đấy là bột của chúng ta nó bị nở ra đấy khí CO2 nó nó, nó, nó bay lên đấy hình dung chưa rất nhiều bạn vẫn bị sai câu này em chọn B rất là nhiều em để ý giúp thầy nhé câu số 11 nào câu 10 em tra mạng Trương <laughs> mai linh chết thế à câu số 11 nào câu số 11 mình cần phải tra mạng không dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được một cái uh, muối rất là quen Nó là canxi nát anh này là thành phần chính đá vôi của chúng ta đúng không Thì em thấy là các anh muối nát này ấy, muốn hòa tan nó thì điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion là gì ạ? là một muối mà dạng kết tủa đây anh này là dạng kết tủa không tan đấy thì phản ứng được thì phải là chất còn lại nó phải là axit nhá đáp án chúng ta đó là b đấy, h cộng nó cộng với lại co 32 trừ trong này này để sinh khí co 2 chúng ta đấy nghe chưa còn những cái đồng chí muối này thì chịu không thể nào mà phản ứng với muối được câu số 12 nào phạm hoàng thiên kim quốc việt thiên công nguyễn hữu tài vinh đỗ hương giang mai chi các em đều rất là ok rất là tuyệt vời câu số 12 một số khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen đấy, có khả năng lọc không khí thì cái chất bột đó là gì ạ? Thực ra khẩu trang y tế này thì em phải nhớ là nhấn mạnh là một số thôi nhé, một số tức là những cái loại mà nó xịn xịn sò đấy thì mới 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 chứa uh, uh, cái bột màu đen đó, cái bột màu đen đó chúng ta nó phải có khả năng là gì ạ? là lọc không khí đúng không? có nghĩa là là bề mặt rồi uh, cái, cái 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 nó phải có một cái diện tích bề mặt rất là lớn để nó hấp thụ các cái loại các hạt bẩn rồi vân vân thì đó chính là than hoạt tính. Cái này chúng ta học uh, trong cái phần hợp chất của carbon đấy, uh, bạn nào học trong khóa 11 thầy thầy cũng dạy rất kỹ phần này rồi. Tuy nhiên là một số loại khẩu trang hiện nay ấy, do tình hình Covid-19 thì nói thật các em uh, làm giả rất là nhiều và thực ra thì làm gì có than hoạt tính ở đấy đâu nhá, chỉ có loại xịn thôi. Loại xịn thì nó mới có thôi nhá câu số 13 nào chất nào sau đây không làm mất màu nước brom mà muốn làm mất màu nước brom thì chúng ta thì phải có liên kết pi pi uh, 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 liên kết bội ví dụ như liên kết pcc hay là c nối 3 c rồi vân vân đấy hoặc là có nhóm chức aldehyde rồi vân vân thì chúng ta nhìn vào đây người ta hỏi là không nhá thì đáp án chúng ta là a bởi vì anh này toàn liên kết đơn thôi còn các đồng chí này thì có liên kết bội trong đó nhá thì các bạn học cái phần lớp 11 thầy đã giới thiệu cho các em rồi sang phần phần lớp 11 một thì thầy Ngọc Anh sẽ còn dạy kỹ hơn nữa cho các bạn. Ok, Bùi Di Khánh, băng đỗ. Thầy thấy hóa hay lý dễ hơn, thầy thấy cả hai nó đều là như nhau thôi. Nhưng mà có nhiều anh chị khóa trước kinh nghiệm của anh chị khóa trước ấy thì lý thấy có vẻ khó hơn hóa. <laughs> Chắc là do các bạn sợ thôi, bởi vì lý ấy. Lý sợ là vì sao bởi vì lý ấy nó đọc nếu mà đọc mà không khéo nó lại nó lại thành là, là, là lú do đó mà có thể là các bạn sợ nó nha câu số 14 là amin tồn tại trạng thái lỏng trong điều kiện thường thì rất nhiều ông sai câu này câu số 14 này rất nhiều bạn là là đọc cái là chọn sai thôi vì mắt kém thôi amin tồn tại trạng thái lỏng nó phải là gì anilin chúng ta c6h5 gì nh2 đúng không thế nhưng mà khi em làm đề ấy, thì có thể là em đọc không khéo thành ala đây thằng này này em chọn a mất các em để ý nhé Thế còn hai đồng chí này chúng ta là etilamin và thì chúng ta nó là dạng khí. Được chưa? Câu số 15 nào. Oh, Lê lên lam hóa dễ hơn. Đúng rồi, hóa dễ hơn mà. Hóa dễ hơn khi có tim tôi học. Đấy câu đấy nó mới đủ nghĩa nhá. Câu số 15 este nào sau đây có phản ứng trắng bạc thì câu này hỏi là để cho điểm thôi. À, muốn trắng bạc này thì este đó nó phải chứa chức format. Em nhớ chưa? Và đáp án chúng ta đó là đáp án C. Trước format khi tráng thì tráng được hai bạc Nếu mà dùng một mon thì este Câu số 16 Công thức của chiolin chúng ta sẽ ôn lại phần Nhắc lại một chút cái phần chất béo Chiolin chúng ta là chất béo không no Đúng không? Ở dạng lỏng Nhớ thế à, Đáp án A là sai bởi vì Chất béo là gì ạ? Chất béo chúng ta là là, là là, là hợp bởi axit béo và glycerol của chúng ta đúng không? Thì anh này không phải axit béo. Anh này cũng không phải axit béo, C gạch. À, anh này thì nó là chi sterin là, 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 là no mất rồi. Đáp án chúng ta là D đây này. Nhá, ôn lại thôi chứ nó không có. Đỗ Hiền Hà, Vũ Văn Anh, Trần Thanh Phương. Phương uh, ngày kia đi khám sức khỏe công an ở à? Phương. Cố gắng uh, tập luyện nhá giữ gì sức khỏe. Trước tiên là phải qua được vòng sơ tuyển đã đúng không? Câu số 7, polymer sau đây được điều chế phản ứng trùng ngưng. Đấy, trùng ngưng thì hôm qua thầy vừa dạy các bạn trong lớp VIP xong về cái điều kiện để xảy ra phản ứng trùng ngưng. Điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp thì ôn lại cho thầy nhé trong đó thì chúng ta thấy là đáp án A này, đáp án B này và đáp án D chúng ta thì ba anh này là chất dẻo và được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp nhớ chưa chỉ có anh tơ Lắp San này là đồng trùng ngưng à các bạn comment cho thầy xem mà tơ Lắp San chúng ta đồng trùng ngưng từ anh nào đến anh nào ờ rồi di khánh thử comment cho thầy xem khánh có nhớ nào đồng trùng ngưng của các cái monomer nào hay là của một loại mon à, đồng trùng ngưng thì nó là, là 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 của nhiều monomer khác nhau Nhá, phản ứng với nhau à, còn trùng ngưng không thôi thì chỉ một loại monomer thôi comment cho thầy xem các bạn nhớ chưa mai linh nguyễn thanh nguyễn trung hiếu phạm hoàng thiên kim <laughs> nguyễn hữu tài vinh <laughs> câu 18 tí nữa chúng ta sẽ làm câu 18 sau tơ lắp san được đồng trùng ngưng từ axit terephthalic và ethylen glycol rất tốt toàn ơi nhá đồng trùng ngưng từ ethylen glycol c 2 h 4 oh tất cả hai lần là một loại monomer và axit Terephthalic nha c 6 h 10 h 4 COH tất cả hai lần hôm qua thầy vừa dạy rồi đấy câu số 18 nào câu số 18 này là là, là, quay ngoắt gọi là quay xe luôn đấy để ý vào saccharose loại đi saccharide cái này ai cũng biết có nhiều nhiều trong cây mía này hoa thốt đốt của cải đường ok chưa nhưng mà người ta hỏi em công thức của glue cơ <laughs> thật ý ông này ông nào giao đề mà định đẻo thế nhỉ đã thế lại còn để xét roger đây là công thức quân tử xét roger đã bán a do đó và rất nhiều em là nhanh chóng chốt a cháu xin ngay nhưng mà nó hỏi glucose đã bán phải là b cơ <laughs> nha một cái đề nó ra nó phải là kết hợp nhiều yếu tố khác nhau trong đó yếu tố tinh mắt là trong yếu tố rất là quan trọng lê hoàng quốc hưng trịnh bình nguyễn duy huy dương nguyễn phương chi 18 b ạ à, dễ lừa quá đỗ hiền hà ai ra đề ác quá <laughs> em tưởng thầy ra đề <laughs> chỉ có ông thắng ông thắng bịp à tôi chết phù thủy mà em em biết là thầy vạn thắng bây giờ hóa thân thành phù thủy mà em biết là phù thủy thì ảo ma lắm nhá yeah. có số 19 dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được đồng hiroxit thu được dung dịch màu xanh lam thì điều này chứng tỏ là cái chất đó chúng ta nó phải có gì ạ thuộc loại dạng là polyancol có nhiều nhóm OH liền kề nhau đúng không ấy thì nhìn vào đây ông này là 13 vậy là 13dion tức là có hai nhóm oh nhưng mà nó ở vị trí cách nhau đúng không 13. Không tính gạch luôn. Ancol ethlic thì là ancol đơn chức không tính rồi. Đáp án chúng ta chính là sacarose này. Comment này xem sacarose nó có mấy nhóm oh. Comment nhá. Ala thì gạch đi không tính rồi. Sacarose chúng ta có mấy nhóm oh? Comment xem nào. Ôn lại phần đó đấy nhá. Câu số 20. Hoàng cũng bảo, Ngọc Mai, Bùi Đăng Minh, Bùi Dị Khánh, Thạch Thảo Lê Thanh Toàn đã chốt 19C rất tốt Toàn ơi. Cố gắng uống thuốc vào nhá. Câu xoay 10 Etinamin tác dụng được với chất nào? Thì anh này ấy, là amin ấy nó có gì ạ? Cặp e chưa tham gia liên kết. Đấy, ở trên nguyên tử nitơ rồi do đó cái nhóm à, đã thế lại còn có cái nhóm etin chúng ta nó đẩy e vào nó làm giàu mật độ e trên nguyên tử nitơ. Đúng không? Do đó mà nó có tính bazơ mà tính bazơ thì nó phải làm sao xu hướng sẽ phản ứng được với các cái axit nhá. Đáp án chúng ta chốt B này. Axit Ok chưa? Đó là cái tính chất rất là đặc trưng của Amin Tức là đến câu số 20 này là các em nhẹ nhàng kiếm 5 điểm Đấy, Nhẹ nhàng kiếm 5 điểm nhưng mà nhiều bạn là vẫn ra đi khoảng 3 câu Đấy. Mặc dù cái đề này là cái đề mà rất là mềm Đề khởi động thôi, câu số 21 Đây là cái câu hỏi mà sau này các em nếu trong đề thi tốt nghiệp các em cũng rất là hay gặp nó Nhưng mà nó sẽ là không phải là khó Đấy, Câu là thuộc dạng cho điểm tuy nhiên chữ hơi nhiều Liên quan đến phần carbohydrate nó rất hay ra cái kiểu câu như thế này Tinh thể chất rắn X không màu vị ngọt và dễ tan trong nước, được chưa? À, nếu mà như thế này có thể là gạch ngay uh, gì ạ? Uh, tinh bột và cellulose luôn, bởi vì hai đồng chí đấy là không thể dễ tan trong nước chút nào, ok chưa? Sau đó người ta cho em là gì? X thì có nhiều trong quả nho chín cháu xin ngay X là đó là glucose rồi đường nho mà. Uh, khử X bằng hydro thì ông glucose này có thể cộng được một phân tử hydro để tạo ra C 6 H 14 O 6 đồng chí này là Sobiton đúng không? Nhưng mà thôi <laughs> câu này cẩn thận nhé. Nhưng mà người ta lại hỏi tên gọi của Y và X cơ. Lần lượt là gì? Tức là nhanh chóng chốt D ra đi vĩnh viễn luôn. Đáp án là A cơ. À, y chúng ta này nó là Sobiton. Được chưa? Còn X chúng ta là glucose rồi. Nếu các bạn nào là, là là bị quay xe không ạ? Nào dừng lại tí, ngẫm nghĩ cuộc đời xem là đến từng này tuổi rồi mà vẫn bị cái đề ở lửa. Thế này thì sau này mà đỗ đại học rồi ấy, lên là, là, sinh viên ấy, thì còn bị lừa nhiều. Những lúc đấy là xã hội lừa chứ không phải là cái đề lừa mình đâu. Nhá, nhớ nhá. Đó cuộc sống đó là, là là một chuỗi dối lừa mà đúng không? Cô số E2. 22 nào? S công thức phân tử C4H8O2. Nhìn vào anh này chúng ta biết anh này no đơn chức rồi đấy. Nhá, công thức phân tử tổng quát của nó CNH2NO2 mà. Quá quen rồi gì đó. Bây giờ thủy phân nó trong 2S4 thu được là sản phẩm gồm axit acetic Đấy, em nhìn thấy cái đầu axit của nó là CH3 CO gì đó rồi và chất hữu cơ y thì em lấy số carbon trừ đi thôi nó là C2H5 ở đây được chưa về đáp án chúng ta với công thức của y đó là ancol đấy nó phải là đáp án B câu số 23 nào đạt đỗ Nguyễn Thành Nam Nguyễn Phương Trương Mai Linh Thạch Thảo Ngọc Tiên Ờ vào đi Tiên ơi rồi Thiên Công Câu số 23 thầy lấy ra ở trong cái đề này thầy lấy một chút uh, gọi là phần vô cơ vào cho các em tuy nhiên ấy, phần vô cơ này các em đã được học nó từ lớp 10 đến lớp 11 rồi. Do đó hoàn toàn các em thể làm bình thường và sau này sang cái phần vô cơ cư, uh, đại cương kim loại rồi kim loại vân vân đấy thì các em sẽ được ôn lại và sâu hơn. Do đó mà trong cái đề thi tốt nghiệp nó sẽ có những cái câu kiểu như thế này xuất hiện nhá. Đây là một câu hỏi là uh, người ta hỏi em là thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 Mấy đứa để ý chỗ này nhá. Người sắt 3 chứ không phải sắt 2 đâu. Sau khi phản ứng kết thúc thì chúng ta để làm những cái này thì rất nhiều bạn vẫn còn yếu, nghĩa là em không nắm cái tính chất hóa học của kim loại đấy hay là các hợp chất của kim loại đó. Thì dần dần chúng ta làm dần chúng ta sẽ quen thôi. Em nhớ là sắt này, cái tác dụng với HCl dư ấy là một anh axit mà có thể coi không có tính oxi hóa thì sắt chúng ta chỉ để đến sắt hai thôi. Trong FeCl2. Nhớ chưa? Giải phóng khí hydro do đó mà không phải là sắt 3. Tiếp đến ấy là phản ứng ý B này là phản ứng giữa gì ạ? Anh sắt hai hydroxit, anh này cũng ít gặp này. Với HCl dư thì phản ứng này nó coi như là phản ứng trao đổi và cụ thể và sâu hơn nữa nó chính là phản ứng trung hòa thôi. Mà sản phẩm của phản ứng này chỉ tạo ra muối sắt 2. FeCl2. Không phải FeCl3 đâu. Đấy, sau này em sẽ gặp lại rất là nhiều nhá, gạch. À, tiếp đến là phản ứng giữa một cái oxit bazơ với axit, đúng không? À, axit này thì loãng và dư không phải axit đặc nhé đặc và loãng khác nhau đấy axit loãng thì chỉ đẩy đồng chí này lên sắt hai thôi trong FES4 đấy gạch và đáp án chúng ta chắc chắn là D rồi sắt chúng ta là chất khử tác dụng với 2S4 có tính oxy hóa mạnh như kiểu là xếp vào hàng với HNO3 ấy đúng không do đó mà sao nó sẽ đẩy cái anh này lên là số oxy hóa cao nhất 2 s 4 tất cả 3 lần ngoài ra thì S uh, dương 6 lưu hình dương 6 trong này sẽ bị già dạ đẩy xuống có thể là uh, sắt ở đây chỉ đẩy xuống được khoảng SO2 thôi đúng không cũng nước Đấy nhá sắt ở đây là sắt dương 3 này ta chúng ta là d ô lại đi ô lại cho nó quen đi sau là sang phần vô cơ nó cảm giác nó thân thuộc thầy sẽ gối cho các em để các em không bị quên câu số 24 thì chúng ta lại quay trở lại quay ngoắt lại phần lớp 11 khi các bạn học với phần sự điện ly thì nó sẽ có là cái điều kiện để các cái gì ạ các cái ion có thể tồn tại với nhau trong cùng một dung dịch hoặc là không cùng tồn tại trong một gia đình xem là anh em có thể là sống chan hòa với nhau hay không hay lại oán nhau suốt ngày thì điều kiện là gì là nó phải là không được phản ứng với nhau muốn tồn tại trong cùng một dung dịch thì các cái muối đó hay các cái hợp chất đó hay là các cái ion đó phải không được oán nhau đấy nha oán nhau thì kiểu gì cũng sức đầu mẻ chán thì làm sao mà ở chung nhà được thì chúng ta nhìn và chúng ta biết thôi đáp án chúng ta là gì ạ nào comment thầy câu, uh, câu 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 uh, hai nào em À chúng ta thì hai đồng chí này là phản ứng được với nhau rồi đúng không? Có phản ứng được với nhau à, không cùng à quên là không cùng phản không, không không phản ứng được với nhau rồi, gạch luôn đúng không? Nha, một hai anh có tính ba giờ rồi. YB chúng ta cũng thế. Rồi, hai đồng nitrat đúng không? Và 2 S4 thì không thể là phản ứng được với nhau. Điều kiện nó phản ứng được với nhau nó phải là gì ạ? Một tạo kết tủa, hai tạo chất bay hơi và ba tạo chất điện ly yếu. Ngày hôm trước thầy Ngọc Anh dạy rồi đấy, đúng không? Ý C chúng ta thì được rồi. Thì chúng ta đây có ion là CU2 cộng và ion OH trừ Do đó có thể tạo ra kết tủa đồng hiroxit Màu xanh lam gì đó Tả mãn Tức là tồn không cùng tồn tại Tức là có thể phản ứng được với nhau Còn hai muối này thì chịu thôi Không thể phản ứng được với nhau Tuy nhiên ấy, nếu mà cái muối này là, muối AgCl chẳng hạn Đúng không? À quên nhầm à, Nhầm muối này chứ Có thể là AgNO3 chẳng hạn Thì nó có AgCl trừ là phản ứng ngay Thế do đó khi đi thi đọc kỹ vào nha suy Rồi, thiên công, cháy lên cháy lên cháy lên. Cháy rực rỡ lên cho thầy xem nào. Nhớ một điều đó là gì ạ? Có gì à, các bạn có thể hỗ trợ thầy giới thiệu cái khóa học của thầy đến các bạn à, trong lớp của mình rồi vân vân. Thực ra thì thầy rất ít khi quảng, quảng cáo khóa học nhưng giai đoạn này thầy thấy các bạn hơi trầm, do đó mà thầy phải làm sao ạ? Thầy phải hô hào các bạn và giới thiệu một chút về khóa học để các bạn biết không nhiều khi các bạn không biết ấy sợ nhất là sau này đến cái giai đoạn mà sau tết các em khi các em đăng ký khoa học các em bảo là um, giá nhưng mà em biết thầy sớm hơn đấy kiểu như vậy các anh chị khóa trước của các em cũng thế thôi tôi xoay em là một kiểu câu hỏi phát biểu đúng sai thiên công mai chi cảm ơn uh, bạn nào với comment thầy là uống nước đi thầy uống chút nước đi đúng không ạ <laughs> hôm nay là thứ năm ngày mai là học viện thầy sẽ tổ chức hai mươi tháng mười Tức là cả ngày hôm mai là sẽ rất mệt Nhưng yên tâm tối mai trong lớp VIP chúng ta vẫn chiến Đấy Sau đó ngày kia thì thầy sẽ mời thầy Ngọc Anh sang nhà thầy Và hai thầy sẽ Thầy sẽ hát Còn thầy Ngọc Anh sẽ múa bụng cho các em nhé Hoặc là múa đầu Nói chung là thầy Ngọc Anh thì đa tài lắm Không biết thầy Ngọc Anh có đang xem livestream nhỉ <laughs> Bạn Vinh giấu tên mới lớp 9 giờ giới thiệu luôn không thầy Nay chưa có meme mới hả thầy Ngọc Anh thì có nhiều tài năng các em ạ rồi, các số anh em phát biểu nào sau đây là không đúng nào Thôi quay trở lại học luôn nhá Bây giờ toàn bộ cái phần uh, câu số anh em này chúng ta sẽ liên quan đến polymer uh, Các em uh, comment giúp thầy đi A PE dùng để sản xuất chất dẻo nó chính xác rồi Xin ngay uh, Polyhexamethylene Adipamide dùng để sản xuất cao su Ôi ôi B Anh này là sản xuất tơ Đúng không? Tơ gì nhỉ? Tơ gì em? Tầm này hơi trầm hơn năm ngoái Đúng rồi Đúng rồi, Phạm Hoàng Tiên Kim Tầm này là, là các em ấy đang bận đi uh, biểu diễn văn nghệ <laughs> Đội này nó chưa nghĩ đến uh, gọi là áp lực của thi cử đâu Cũng phải uh, qua Tết thì bắt đầu mới vắt giò lên được Nhưng mà không sao, kệ thôi, lớp VIP của chúng ta ở đây vẫn còn nhiều lắm, đông dã ma luôn Các em, uh, các bạn lớp VIP không bao giờ để thầy cô đơn đâu Ý uh, C chúng ta thì anh này là Thủy Tinh Hữu Cơ nhé trong suốt mà không giòn chuẩn rồi. À, đồng chí tiếp theo là gì polybutadien đấy là cao su Buna S chuẩn luôn rồi. Được chưa Thì thầy cho em 25 câu à, lý thuyết ở mức độ vận dụng à quên nhầm thông hiểu và nhận biết. Đấy cơ bản như thế. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ làm nhanh những cái câu bài tập. Bài tập này thì là dạng bài tập kiểu là làm một dòng thôi. À, tức là bài tập ở dạng thông hiểu thôi. Thầy hy vọng các em sẽ cũng không sai một câu bài tập nào nhé Bây giờ làm câu số 26 nào. Ok làm câu số 26 bắt đầu comment đáp án cho thầy nhá à, Những cái bài này đến cái tầm này rồi ấy, Là các em cần phải làm sao ạ Các em cần phải là nhẩm thôi Chứ đừng có trình bày quá nhiều nó mất thời gian ra Ví dụ như đây người ta cho em 54g glucose Đúng không C6H12O6 Thầy trình bày cho em thôi chứ còn Nhiệm vụ của em là em phải là, là bấm máy đấy nhá Thì em thấy là lên men nó tạo ra được là gì ạ à, 2C2H5OH Thì lại 1,2 đấy hiệu suất ở đây là 75% là tính cho gì ạ? Chất tham gia. Người ta hỏi em là giá trị của em m thì các bạn bấm máy cho thầy nhá. Bấm đi. Thầy lại quên mất cái máy tính rồi, cho thầy lấy cái máy tính cái. Rồi, ok. <laughs> Phạm Hoàng Thiên Kim rất tốt. Đấy, bạn Phạm Hoàng Thiên Kim chúng ta đã bấm ngay ra rồi đấy. Rồi, và em thấy là thông thường những cái bài này đôi khi người ta sẽ cho em kiểu là là cái khối lượng của chất ấy nó sẽ lẻ lẻ một chút để các em hoang mang nhưng với anh này thì nó không lẻ rồi. 54 mà chia cho 180 số này là 0.3 đúng không Thì anh này sẽ là 0.6. 0.6 này là xét cho 100% thôi. Tuy nhiên là hiệu suất ở đây là 75% vậy là phải nhân với hiệu suất. Đúng không ạ? Người ta hỏi em là gì ạ? Khối lượng đúng không ạ? Khối lượng ta nhân với 46 nữa là ra đáp án. nha bấm máy cho thầy cái này xem nào. Ra bao nhiêu ạ? 25 b ở à? à, 26 là gì? À rồi ok 20,70 g. Nhá, yeah, đã bán chúng ta đó, đã bán A rất là nhanh thôi, nhưng mà thầy trình bày cho các em kỹ kỹ một chút mà. Rồi câu số 27. Câu số 27 thì các em sẽ ôn lại một chút và bắt đầu quen quen một chút liên quan đến cái phản ứng đốt cháy kim loại đúng không ạ? Đốt cháy kim loại ở đây đó là magie. Magie trong oxy dư mà thu sản phẩm đó là magie oxit. Đấy, thì số mol của anh này sẽ bằng 0,1 luôn, đúng không? Mario chúng ta là 40 mà Số đây này là 0.1 này 0.1 Vậy là số mon của oxy em bảo toàn oxy đi Làm làm quen dần đi đấy nhá, em Bảo toàn oxy em biết oxy chúng ta đây là phản ứng ấy Là 0.05 mon Vậy thể tích đó là, gì ạ Ở điều kiện tiêu chuẩn đấy nhá Là 1.12 lít Chọn luôn đáp án chúng ta là đáp án B ngay có, 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 hình dung không đấy Sau này sang phần vô cơ thì gặp những cái câu này nó Câu mũi đấy nhá còn nếu bạn nào yếu thầy viết ra cho em mazê này cộng với 1 phần 2 oxy đúng không? Đó ra là Maze Oxid Đặt số mon vào đây thôi Oxy này người ta hỏi em Oxy phản ứng đấy Không phải một này Đồng chí này là không phải không nhăm. Tất nhiên thể tích nó là 1,12 rồi À okay. ừ, đúng rồi 1,12 rồi 28 nào Câu số 28 Câu số 28 là chúng ta ôn lại cái phần tính chất hóa học của aminoxit Để nó có thể bị làm sao Phản ứng được với axit hoặc phản ứng với kiềm Ok nhá Ở đây người ta cho em mà anh này gly này Gly có gì ạ? Số mon luôn bấm cho thầy tác dụng hết với nào hát thì thu được muối thì có hai cách một là áp dụng bảo toàn khối lượng hai là vì anh gly đấy quá quen rồi tác dụng nào hát thì nó sinh ra ngay được là gì ạ là gly na rồi và số mon thì bằng số mon của gly ban đầu do đó mà chúng ta nhẩm luôn cho thầy đi 3 chia cho 75 là bằng bốn số mon anh này là 0,04 nhân À, nhân thì em thấy là chỗ này Gly chúng ta là em lấy 75 cộng với Nari là 23 trừ 1 là 22 là 97 74 28 đuôi nó phải là đuôi 8 đáp án là C rồi Xong chưa đấy đi thi phải nhầm như thế nhớ là câu số 29 nào câu số 29 comment cho này đi đấy các em thấy không có chưa được 500 bạn xem thế này chết không Thôi thôi kệ thôi không quan trọng Không quan trọng <laughs> Phạm Hoàng Thiên Kim Rồi rất tốt Nguyễn Hữu Tài Vinh Hoàng Quốc Bảo, Ngọc Tiên, Nguyên Hạnh Nguyễn Trọng Nghĩa, Trương Mai Linh, Dung Anh Tống Hoàng Nguyễn Hữu Tài Vinh, bạn Dung Anh Tống Hoàng Tống Hoàng Dung Anh lâu lắm rồi đấy Lâu lắm rồi gặp lại nhá Vũ Vân Anh Đỗ Thị Hương Giang, Mai Trì, Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng này 2K hai 2K5 ca, hai ca hay 2K6 nhỉ? Hoàng Quốc Bảo. <laughs> Nhớ thầy đã dạy rồi, không so sánh đúng không ạ? Nguyễn Trung Hiếu, thầy thấy em không? Thầy thấy Hiếu nhá. ừ, ờ, cố gắng nhá Kim ơi, có số 29 này. Có số 29 là ở đây chúng ta là cho 2 gam hỗn hợp X gồm metinamin và dimetinamin. Đúng không? À, phản ứng vừa đủ với HCl thu được là m gam muối người ta hỏi em giá trị của m thì À, chúng ta thấy là um, anh betinamin và dimetinamin này này thì nó đều là gì đều là amin có một nguyên tử niter thôi đúng không do đó mà khi phản ứng với hcl ấy, theo tỷ lệ mol một một đấy thế bây giờ hỏi muối thì chúng ta áp dụng bảo toàn khối lượng thôi nhá mà muối chúng ta chính bằng m của x là cái hỗn hợp này cộng với M HCl là xong bây okay, giờ các bạn bấm máy cho thầy là xong thôi đáp án chúng ta là gì ạ anh này là hai gam này với ở đây là 36,5 nhân với 0,05 tức là cho điểm đấy đúng không cho điểm 29D công uh, cho thầy là 3,825 gam theo công nhá thầy không bấm máy nữa nhá 30 Minh Hùng Thiên Công Lê Thanh Thảo à, quên nhầm Lê Lê Thanh Toàn sorry câu số 30 là một câu uh, liên quan đến uh, este ST à, câu số 30 comment cho này nhanh cẩn trương nào <laughs> thủy phân hoàn toàn đây là có khối lượng của ST đúng không à, trong môi trường kiềm xà phòng hóa đấy sau phản ứng em thu được muối của axit carboxylic đơn chức và 3,68 gam an Ui rồi cho luôn ancol côn metylic metallic ấy. gạch AB rồi gạch B nhá ăn côn metallic mà thì số mol của ancol bằng số mol của este ta có là ancol côn metallic chúng ta là c 3 OH đấy em lấy 3,68 chia cho 32 là ra 0,1 0,115 số mol nó chính bằng số mol của este luôn 0,115 thì m lớn của ST là 10,12 chia cho 0,115 bằng 88. 88 thì đáp án chúng ta đó chính là đáp án C luôn nhá. M lớn anh này 88. 31 nào. Ok Thiên Công cố gắng nhá, Thiên Công ơi, cố gắng lên. Còn 10 câu nữa thôi có gì đâu, nhanh không mà. Đúng không ạ? Câu số 21 nào. Hấp thụ hoàn toàn ở đây là bao nhiêu? 0,015 mol khí CO2. Nhá với cái câu này các bạn nhớ đó là bài toán CO2 gì ạ tác dụng du lịch kiềm và dạng này ấy, trong cái buổi tối thứ hai tuần sau là các em sẽ được có thể được giới thiệu thầy ngọc anh giới thiệu cho các em về nhắc lại thôi trong cái bài toán liên quan đến CO2 ấy, là chúng ta sẽ có là chủ yếu là bài toán CO2 tác dụng du lịch kiềm có thể là dạng là dạng bài tập bình thường hoặc là dạng đồ thị hoặc là một số cái hợp chất khác của carbon các em sẽ được ôn lại phần đó cho thầy ôn lại phần đó thì bởi vì trong đề thi nó sẽ xuất hiện lại cái dạng đó nhá thì mấy đứa chịu khó giúp thầy cái chỗ đó ok chưa dạng toán này thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà um, vì là các em lâu các em không ôn lại các em có thể quên đấy co2 mà sụp vào kiềm thì em thấy tổng số mol kiềm đây là bao nhiêu so sánh cho thầy tổng số mol kiềm với số mol co2 số mol kiềm đây là anh này là bao nhiêu 0,02 này cộng đây là 0,04 không phải không thì nó lớn hơn số mol của CO2 đây là bao nhiêu? 0,015 đúng không? do đó mà CO2 hết, kiềm dư, nhá, yeah. thì chúng ta chỉ áp dụng bảo toàn khối lượng cho cái câu hỏi này thôi. Bảo toàn khối lượng ta sẽ có này, người ta bảo sau cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam rắn, đúng không? Rắn đây nó gồm muối của natri, muối của kali, có thể là hydrocarbonat và cacbonat đấy, ta sẽ có nó chính bằng là m của CO2 này cộng với lại m của hai đồng chí này, đấy m của NaoH này cộng với lại m của hát thì bài này em cũng bấm máy cái là ra thôi, đấy, chính bằng m của rắn. Và nhớ cho thầy nó còn sinh ra nước nữa Và nước ở đây ấy, thì số mol nó sẽ tính theo số mol của CO2 là cái anh mà số mol nhỏ hơn Đấy chỉ lưu ý thế thôi là xong Ok đây là 0,015 uh, đúng không ạ Đúng không nhân với lại đây là 44 Cộng với lại nào hát đây là 40 nhân với 0, hai thằng này cùng số mol luôn Thì là 0,02 nhân với lại 40 cộng với 56 Bằng là m rắn chúng ta sẽ tính được này Cộng chỗ này là nước là nhớ phải tính theo số mol của CO2 là được rồi 0,15 nhân với lại cho thầy 18. Các bạn là gì? Nguyễn Hữu Tài Vinh. À, Trịnh Bình đã chọn cho thầy 31A, rồi 2,31 g. Tuy nhiên nó để ý nhá, đừng làm sai nhá, vẫn sai bình thường đấy. Ok, câu số 31 xong chưa? Câu số 32 nào. Các đứa có hiểu bài không em? Dễ quá đúng không? Câu số 32. Thủy phân sắc carozer Đấy, thì thu được là từng này gam glucozer hỏi hiệu suất thì câu này bấm máy cho thầy thôi nào xác em thấy là khi em thủy phân ấy xác em thủy phân thì em thấy là em thu được glucozer và fructose đúng không thì, thì em tính hiệu suất cho thầy thôi em thu được ở đây là glu này cộng với lại fruct và ở đây người ta cho em khối lượng của glu rồi khối lượng glu là một trăm một tám em chia cho một trăm tám mươi này bằng sáu mol này sáu này đúng không ạ 0,06 thì suy ra cho thầy đây số mol của đồng chí này là 0,0 0,06 này. Nhân với lại 342 là khối lượng của nó. Tuy nhiên đấy là hiệu suất đây là em đang tính cho chất phản ứng, do đó em phải chia cho hiệu suất, nhớ chưa? 0,9 nữa. Em sẽ ra được cho thầy m. Bao nhiêu? Toàn bài vật dụng cao mà dễ hiểu quá. Trời. Quá là vật dụng cao luôn đúng không? Các em các em phải hiểu cái này này là một cái câu vận dụng cao ấy thì rất nhiều thầy cô từ trước giờ đang hiểu sai về cái khái niệm vận dụng cao. Vận dụng cao ở đây ấy, nó không phải đồng nghĩa việc là đề dài nhá đề dài rồi nhiều giai đoạn vân vân thì được coi là vận dụng cao. Em nhớ nhá. Và thực ra thì thực tế thầy thấy là rất ít thầy cô hiện tại bây giờ là thầy những cái thầy cô mà thầy biết ấy thì không nhiều thầy cô có khả năng ra đề vận dụng cao. Mấy đứa hiểu thế đề vận dụng cao ấy nó, nó không nằm ở cái chỗ là đề phải là dài phải tính toán nhiều rồi là nhiều giai đoạn để học sinh nhìn vào thấy sợ luôn mà đề vận dụng cao nó phải là đánh giá được học sinh và qua cái đề đó học sinh là phải là những học sinh nào tích lũy đủ kiến thức có tư duy thì mới giải được cái đề đó và không nhất thiết phải dài không nhất thiết phải nhiều giai đoạn mấy đứa nhớ nhá rồi đáp án chúng ta là gì em 22,8 gam đúng không? mở rộng ra cho các em để các em nắm được cái khái niệm về vận dụng cao do đó mà các em thấy là rất nhiều thầy cô ra đề đầu thú rồi luôn. Đến cái thầy cô ra đề đến mức mà bản thân các thầy cô ngồi không làm kịp thì học sinh làm sao làm kịp được. Câu số 33. Ờ người ta cho các em là một cái phần trong cái đề thi tốt nghiệp sắp tới có một cái phần mà các em rất hay sai đó là lý thuyết đếm. Thì trong lớp VIP chúng ta đến cái giai đoạn tổng ôn các em sẽ được Uh, thầy ôn uh, cho em tương đối kỹ về cái phần lý thuyết đếm với lý thuyết đếm ấy thì em nhớ thầy nó sẽ chia thành là lý thuyết đếm ở phần hữu cơ và lý thuyết đếm ở phần vô cơ Đấy nhá uh, thầy sẽ ôn cho em và thầy khẳng định là em sẽ không bị sai dạng này đâu với lý thuyết đếm nó có một cái dở đó là gì là em chỉ cần sai một ý nữa. là em mất cả câu ấy luôn đấy mình đưa nhớ cho thầy nhá <laughs> đào quang thành ngọc tiên dung anh tống hoàng trần thanh hùng uh, các em đều chọn là Ô, có bạn chọn d có bạn chọn a này nào kiểm tra cho thầy, đọc kỹ vào Với những câu lý thuyết đếm thì phải gạch xem yêu cầu đầu bài nó cho là gì Nó hỏi cái gì, người ta hỏi em số phát biểu đúng cơ Và cái câu hỏi này là có thể là pha trộn lớp 11 và lớp 12 Rồi các em sẽ, sẽ... Thực ra nhìn cái câu này toàn lớp 11 thôi đấy Ví dụ như câu ý A chẳng hạn ở nhiệt độ cao thì CO chúng ta có thể gửi được oxit sắt Thì câu này là chúng ta học ở cái phần hợp chất của carbon rồi Em nhớ là CO này Nó có tính khử hiển nhiên rồi đúng không? hoặc là các cái khí mà có các cái chất mà có tính khử khác như hydro hay là gì ạ? là carbon hay là có thể thậm chí là nh 3 chẳng hạn vân vân thì cái tính khử của bọn này có thể coi nó là là, là, là trung bình thôi Đấy, tương đương trung bình thôi thì chỉ khử được các cái oxit kim loại mà làm sao oxit kim loại đó đứng sau nhôm uh, oxit kim loại mà kim loại đó đứng sau nhôm cái phần này sau chúng ta sẽ học sau nhớ chưa do đó mà rõ ràng co đây rồi fe 2 o ba thì nó đứng gì ạ? sau nhôm rồi khi bà con nào còn may áo giá sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu mà Do đó mà khử anh này ngon lành luôn Khử thành là gì ạ? Sắt và giải phóng ra khí CO2 Thì bài toán này nó gọi là bài toán khí than Sau này ở trong lớp VIP chúng ta thầy sẽ dạy cho em nhé Hoặc lên trên kênh youtube của thầy em xem lại Ok, ý ai chúng ta là đúng, đúng không ạ? Chúng ta chốt cho thầy là ờ gì ạ? À, em khoanh cho thầy Ý B, cho thực vật là chứa Cali Carbonate cũng là một loại phân kali cái câu này là nét căng chuẩn luôn rồi câu này thì ôn lại cho thầy cái phần phân bón hóa học nhá ib chuẩn luôn ờ, ic là thành phần chính của super phốt phát kép câu này có thể là nhiều bạn sẽ quên cái phần phân bón này super phốt phát kép của chúng ta là thành phần chính của nó đơn hay kép thì nó chỉ là cái giai đoạn để sản xuất ra cái phân đó thôi đó phân lân đấy nhớ chưa thế còn uh, thành phần chính phải chứa carbon dihydrophosphate ok nhá mấy câu này đúng rồi này Ô thế đấy ba đúng rồi à? Ý D là nhỏ dung dịch HCl mục đích là cung cấp ion H cộng này vào cái muối hydrocarbonate chúng ta thì nó thu được khí CO2 luôn là chuẩn rồi. Ôi thôi. Nhá H cộng này cộng với lại HCO3 trừ là anh này là một trong những ion có tính lưỡng tính đấy. Có thể tác dụng axit và kiềm đúng không? Sinh ra CO2 và diện và nước. Chuẩn nét căng. Vậy đáp án chúng ta đó là D rồi. Có bạn nào làm làm sai không đấy? Vẫn có bạn sai đấy nhá, vẫn có bạn chọn A đấy, nghĩa là em đếm thiếu tiếp câu 34. Liền ngay sau đó thì nó sẽ là một cái câu lý thuyết đếm vào phần hữu cơ. Người ta cho em là hỏi là số phát biểu không đúng, tức là phát biểu sai đấy. Để ý nhá. Nhá. Sai tức là không đúng và không đúng tức là sai và đôi khi đề người ta có thể là hỏi số phát biểu sai luôn như thế này thì ngon này. Nhưng mà nó để chữ không đúng thì dễ là đi thi em nhìn lại thành là đúng mất. Đấy do đó phải lưu ý. Nhá. À, dung dịch va valin làm quỳ chuyển xanh thì là gạch bét lại nhà luôn. Valin chúng ta ấy là có một nhóm NH2 và gì ạ? một nhóm COH không làm quỳ chuyển xanh đâu muốn chuyển xanh nó phải là ly đúng không nha quốc việt rất tốt thiên công nguyên hạnh nguyễn trung hiếu rất tốt ib quá trình làm rượu vang từ nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose thì câu này là, là gì ạ? câu này là à quên nó hỏi gì nhỉ nó hỏi không đúng chọn a luôn sorry nhá hỏi không đúng mà ib là đúng rồi lên men rượu vang À, là để rửa ống nghiệm có dính ailen chúng ta câu này làm quá nhiều rồi c 6 h 5 n 2 đúng không? Anh ấy ít tan trong nước nhẹ à, nặng hơn nước và khi mà em cho trong nước nó lắng xuống dưới đấy à, và ra em sờ vào Ailin thì em cảm thấy nó cứ bị nhờn nhòn tay. Ấy. ok chưa thì em dùng HCl em rửa thôi nó tạo ra muối là gì C6H5NH3Cl anh này tan téo le trong nước luôn nhé. Yeah. Câu này đúng này gạch này dầu mỡ thực vật động vật bị ôi thiêu là do nó có chứa cái liên kết đôi ở trong này và gì ạ? bị oxy hóa tạo ra ôi thiêu ra cái mùi thiêu đấy là của các aldehyde thì con này đúng rồi gạch đi đáp án chúng ta là only one hay là only c và từ xong nhá <laughs> à thì mai trinh hóa hữu cơ thì phải nắm vững 100, 100 lý thuyết thì mới làm bài tập được không ạ phải không ạ thực ra thì không phải đến mức 100, 100 lý thuyết đâu em không có gì là tuyệt đối hóa và cả đâu thực ra em có thể là <laughs> 50% nó cũng có thể làm được bài tập rồi Nhưng mà bài tập đó ở mức độ nào Chú Minh Thư bây giờ mới về à Vừa đi nhậu về đúng không Nguyễn Hữu Tài Vinh, Vũ Vân Anh Vẫn rất chăm Đúng hà Bảo toàn khu, bảo toàn, bảo, bảo, bảo toàn khối lượng nó ra rồi Rất chuẩn luôn Cô số 35 làm luôn nhé Nhanh đúng không Học với thầy thì cảm thấy nó nó đỡ áp lực hơn Học với thầy Ngọc Anh đúng không Thầy Ngọc Anh thầy máu lắm Thầy bây giờ già rồi không 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 máu được như thế nữa. <laughs> cho m gam muốn hợp gồm Gly và Ala này, hai đồng chí này thuộc cùng dãy đồng đẳng đấy, đúng không? đúng nhỉ? à Cùng cùng uh, hai đồng chí này, ừ, đúng rồi. Uh, tác dụng vừa đủ với hát uh, đây là 0,25 mol. Cô cạn dung dịch sau phản ứng uh, thu được muối Ồ oh, thế thì cho rồi, đúng không? Ở đây người ta hỏi em là giá trị của m, đấy thì em nhìn này glycine và Ala, cả hai đồng chí này đều có chỉ có một nhóm hát thôi. Do đó khi phản ứng với NaOH này, này, theo tỉ mon sẽ là 1,1 và đây này NaOH này này sinh ra muối và sinh ra nước đúng không? thì khi đó số mon của nước của chúng ta ấy, nó sẽ bằng số mon của NaOH và em bảo toàn khối lượng ra xong bảo toàn khối lượng thôi. ta sẽ có là m là khối lượng của hỗn hợp này nhá cộng với lại diện NaOH đúng không? lần sau nhá đến cái tầm mà học tốt rồi ấy, là thầy sẽ chỉ có nói là là gì là là là, 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 là bảo toàn khối lượng là ra luôn đấy nhá chứ không viết như này đâu đấy, viết này nó mất thời gian lắm. Chỉ lưu ý cho thầy chỗ này là hát đây là 0.25 này nhân với 40. Muối ở đây đầu bài cho em là 26.35 rồi. Chỗ này nước ấy thì số mol của nó phải tính theo số mol của hát đây là 0.25. Ra được M thôi. À, Ngọc Tiên Mai Chi. Mai Chi thầy vẫn nhớ nhá. Yeah. Ok, Dũng Hà 35 chọn B Vậy là đáp án chúng ta đó là 20,85 Chọn theo Dũng Hà nhá, Đáp án B, câu số 36 Câu số 36 nào em Câu số 36 <laughs> sáu, ngày hôm nay cảm giác nó, 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 nó hơi buồn đấy nhỉ <laughs> Câu số 36 này mấy đứa làm được không ạ Là một trong những cái thí nghiệm mà chúng ta rất là quen thuộc Ở phần Cupboard Hero Rat đúng không ạ và đôi khi trong đề thi của các bạn nó cũng chỉ thế thôi nhá câu 36 ấy đôi khi ở trong đề thi của các em nó cũng chỉ là, là, là tầm đó thôi Còn bạn nào đang xem livestream nhỉ? Cố lên thầy ơi còn 4 câu nữa <laughs> Tất nhiên thầy thì không phải cố đâu Các em yên tâm Cái đề ngày hôm nay nó rất là nhẹ nhàng mềm mại mà Nhưng mà để xem là Còn bạn nào đang xem livestream không đã Comment cứ nhảy tứ tung Thầy xem trên điện thoại chả thấy comment nhảy đâu Hải Đình, Nguyên Phương, Nguyễn Phương Chi Hay là Nick nó có vấn đề nhỉ Với những cái câu thí nghiệm này Mấy đứa cứ gạch cho thầy các cái bước ra Đúng không ạ Chúng ta có 3 bước và nhận định xem là cái câu hỏi thí nghiệm đó đang liên quan đến vùng kiến thức nào thì ở đây là phần carbohydrate. Với bước 1 thì người ta chuẩn bị dung dịch AgNO3 thôi. Tức là cho AgNO3 vào trong ống nghiệm chúng ta. Sau đó thì cho NH3 vào khi đó thì nó ra được cái thuốc thử của chúng ta là AgNO3 trong NH3. Thuốc thử này có tên là gì còn nhớ không đấy? Tên thuốc thử là gì comment thấy nhá. Đây, tạo thuốc tử xong thì bắt đầu là xử lý với anh glu glucose chúng ta em thấy là nó có 5 nhóm OH liền kề và một nhóm CHO tức là aldehyde. thì em có thể tham gia phản ứng trắng bạc thì sẽ trắng bạc khi mà em đun nóng cái ống nghiệm các bạn nhé trắng được mấy bạc ạ à? trắng được hai bạc ok hỏi phát biểu sai thôi nha yeah, sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 đó là amoni gluconat thì câu này nét căng rồi đúng không amoni gluconat nhớ nhá nó thay chỗ này mà thành amoni gluconic cái là là, là gạch ngay nhá Ib b là trong phản ứng ở bước 3 glu đóng vai trò là chất khử đấy thì em để ý này khi mà tham gia phản ứng trắng bạc thì ag cộng nó xuống ag không số siêu hóa nó giảm đúng không thì nó đóng vai trò là chất oxy hóa còn anh còn lại phản ứng với nó thì sẽ là gì ạ là chất khử thôi phản ứng oxy hóa khử mà nhá thì câu này là đúng rồi gạch thôi sau bước 3 có lớp bạc bám bám thì thành ống nghiệm là chuẩn nét căng rồi đây. Còn đáp án chúng ta chính là D. Thí nghiệm trên chứng minh có tính chất của polyancol thì là sai. Nó chứng minh là glucose của chúng ta là gì nó có tính chất của một anhid nhá. Còn polyancol thì nó phải phản ứng với đồng hiroxit. rồi, thì câu này thì thầy nghĩ là với các bạn lớp VIP thì các em làm quá ngon. Đến câu số 37 thì chắc là sẽ phải dừng lại một chút và ngẫm đúng không ạ? Thiên công thầy thấy mà, thầy đọc tên thiên công nãy giờ đấy. Phước thử Tolens. <laughs> À, rồi Trịnh Bình, Ngọc Mai, Văn Thiện Rất tốt Văn Thiện câu 37 Thiện rất tốt đây này Rồi câu số bảy nhé là câu biện luận công thức cấu tạo và sơ đồ chuyển hóa của este. Ở đây chúng ta thấy là nó có 4 thiện ạ? À, 4 phản ứng à, Các bạn có thể nhìn thấy ở đây Ok chưa Trong đó thì x thì đầu bài cho luôn Đó là có công thử thức phân tử là C6H10O4 Thầy đã dạy các bạn về cái dạng này rồi Tức là các cái bước làm của nó đầu tiên em phải tính K để em xem được cơ bản cái cấu tạo của anh ST đó là như thế nào đó thì cái chúng ta nhầm đó như 212 là 14 trừ đi 10 chia đôi bằng 2 Đấy bằng 2 mà có gì ạ à? có 4 oxy ST chứa chức hai chiếc ST rồi thế là có hai liên kết pi CO rồi vậy là là không liên kết PCC anh này no hai chức đúng không ST này no hai chức đó là cái kết luận đầu tiên tiếp đến ấy là gì ạ à? là x1 x2 thì đều có 2C thôi À, x1, x2 đều 2C Mà tổng số nguyên tử carbon trong x là 6 Vậy là anh x3 cũng có 2C Đấy các bạn thấy này Ở phản ứng IA này này Anh này 2 anh này là 2C này Anh này 2C này Thì anh này cũng 2C không chưa Nhớ là ra được 3 sản phẩm nhé Trong đó thì Phản ứng B và C ấy, Em thấy là x1 và x2 Thì có thể phản ứng được axit Đúng không Điều này kết luận ngay là từ B này Và C là ta kết luận được x1, x2 là muối muối và chứa gì ạ? Chứa 2C. Nghĩ trong đầu xem là những cái muối nào chứa 2C. Nhá. Yeah. Ok chưa Và thấy phản ứng với HCl là gì ạ? Theo đúng tỷ lệ mon thì phản ứng đây là 11. Vậy là chứa một gốc muối thôi. Một gốc muối thì khả năng sẽ là tạp chất rồi phải có anh tạp chất. X3 chúng ta cộng với đồng oxit đây là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn, nó tạo ra là X6. Thì X3 chúng ta ta chốt là ăn cồn gì nữa. Đúng không? Ancol mà có 2C phản ứng ra được X6. Đúng không? Nghi nghi trong đầu là là gì ạ? Là là ancol Nha, C2H5OH. Mà anh này là ancol etylic thì X6 của chúng ta đó là đồng chí nào? Quá quen rồi gì nữa, đúng không? Acetanđehit. X6 của chúng ta em ra được nó chính là gì ạ? CH3CHO rồi. Xong. Thì bây giờ ấy, những cái lập luận trên giúp chúng ta tìm ra công thức chính xác của anh X anh X thì bây giờ chúng ta thấy này, nó ra được là X1, X2 và X3 đều là 2C, trong đó X1X2 là muối. À, và ba được ba sản phẩm như này thì chúng ta đang nghi là gì ạ? Là phải là este ở dạng gì nhỉ? Este ở dạng có có phải dạng tạp chức nhỉ? X1 là 2C thì chắc chắn nó phải có là CH3COO rồi. Đúng không? Đúng không ạ? Nhá. CH3COO C3CO. À. Đúng không ạ? C3CO. À, ra đây chúng ta là có thể là nếu mà tạp chức Cái đây là CH2 này, CO này. Còn ra được ancol C2H5OH thì đây nó phải là C2H5 này. Để tạp chức rồi. Tạp chức thì em thấy nó cắt đây này. Cắt tại đây em ra được anh X1. Bởi vì là em thấy là khối lượng mol của X1 nó nhỏ hơn X2 thì X1 chúng ta phải là Na acetate CH3CONa. Thế còn cắt tại đây này. Em ra được X cái gì ạ? ra được x2 x2 thì chúng ta là anh nào là ho này ch 2 tiêu na con này vẫn dễ nhỉ x3 thì có rồi x3 chúng ta đây đây là x3 đấy thế thôi x4 x5 thì tương tự nhá x4 x5 thì nó ra axit rồi nó thế nguyên tử na này hydro vào nó thành axit tương ứng bây giờ người ta hỏi em phát biểu đó sau đây là sai vậy con này chứng tỏ nó không quá khó với các bạn rồi đỗ vi rất tốt rồi, bây giờ người ta hỏi em này, phân tử khối của x4 là 60. X4 chúng ta là anh nào ạ? X4 chúng ta nó là từ anh x1 này khi mà phản ứng với axit, nó nghĩa là axit hóa tạo ra x4 là C3COOH mà lớn của anh này đó là gì ạ? Là 60 nhá. Thì câu này đúng rồi gạch này. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức. X5 chúng ta là axit hóa đồng chí x2 này. Tạo ra HO, CH2 và COOH đúng không? Thì là hợp chất hữu cơ tạp chức vì sao? Bởi vì có chức ancol và chức axit đây vậy là đúng gạch phân tử x2 có nguyên tử oxy sai ô oh, đây rồi c x2 ở đây em thấy là có một oxy ở oh và một oxy ở gốc muối này có 3 oxy cơ x6 là aldehyde acetic thì đúng rồi x6 đây có 37 thì nghĩ là thầy cho như này là vẫn quá mềm mại với các em chưa phải là quá khó đâu bây giờ sang câu 38 đi Thầy vừa phải nhắn tin trả lời Một bạn xin nghỉ ốm cái Rồi câu số 38 là liên quan đến phần chất béo Nhưng mà câu này có khó không nhỉ Chất béo đốt cháy hoàn toàn a gam c x Cần vừa đủ ở đây là oxy có số mol này Câu này có vẻ là khá mềm mại Cho sẵn như này rồi đúng không CO2 này và nước Tính cho thầy số mol của nước luôn Mặt khác thủy phân hoàn toàn A-Gam-X đó trong nào hát đun nóng Thu được dung dịch chứa là B-Gam-Muối Người ta hỏi em giá trị b cái câu này là câu này có thể áp dụng công thức tính nhanh mà thầy đã nói đúng không ạ ở đây ấy, thứ nhất là em thực hiện cho thầy các cái động tác sau bắt đầu làm luôn nhé cho nó nhanh thứ nhất là bảo toàn khối lượng đi đúng không ạ? bảo toàn khối lượng à, bảo toàn khối lượng em ra cho thầy xem nào à, bấm máy cho thầy luôn nhé cái này thôi thầy không làm nữa mấy đứa tự làm thôi nhỉ đầu tiên em bảo toàn khối lượng cho thầy ra được mx xong nhé tiếp theo là em bảo toàn oxy cái này thì cũng cần quy đổi được gì đâu chú ý nhá quy đổi chỉ để giải những câu khó thôi Bảo toàn oxy em có thể ra được cho thầy số mol của x Chú ý nhá là trong này anh này có 6 oxy Đấy như thế Ta ra được cho thầy số mol của x đi Sau đó người ta hỏi là khối lượng của muối đúng không Mới cái đây chính bằng A đấy Khối lượng của muối thì em áp dụng cho thầy công thức tính nhanh Vậy là xong Ta sẽ có ở đây là chú ý ở đây là dùng nào hát này Vậy là B là khối lượng của muối Chính bằng là gì ạ? Là khối lượng của x Cộng với lại 28 lần số mol của x Thay vào là ra kết quả thôi Mới là Trương uh, Mai Linh cho thầy là 35,6 gram Rồi 35,6 gram Điền vào đây Cái này là chơi trò điền vào chỗ trống thôi Cộng với 28 nhân số mon x bao nhiêu Nguyễn Hữu Tài Vinh Phạm Hoàng Tiên Kim 0,04 Nhân đây cho thầy 0,04 Có bạn nào làm theo cách này không Có thể em làm theo cái này cũng được Hoặc là em có thể là dùng là bảo toàn khối lượng Cũng được tùy các em Thì em thấy là một cái câu ở, ở vị trí số 38 này thì thì nó nó chưa xứng đáng lắm nhưng mà do đoạn này khởi động thì thầy cho em cái đề nó mềm mại thôi. Nha Ok chưa? À, Lê Hoàng Quốc Hưng Phạm Hoàng Thiên Kim cho thầy là đáp án là gì ạ? Ừ, rồi Việt ngô rất tốt, Đỗ Hiền Hà, Trung Minh Thư. Đáp án của em là gì em? 36, bao nhiêu? 72 g. Ok chưa? B nhá. Xong câu số 36. Ba dòng là xong. Bây giờ sang câu số 39. Câu 39 này thì nhớ với các bạn uh, lớp VIP các em còn nhớ là giai đoạn trước thầy đã dạy dạy rất kỹ cho em cái kiểu bài này và trong đề thi tốt nghiệp hoàn toàn có thể xuất hiện liên quan đến phần là hữu cơ 11 và sắp tới thầy Ngọc Anh sẽ hỗ trợ cho bổ trợ lại cho các em phần này nhé hoặc là lên kênh YouTube xem lại cho thầy cái phần là bài tập liên quan đến phần hữu cơ 11 rất nhiều bạn là những câu như này bây giờ vẫn còn đang rất là lúng túng và lại còn quy đổi quy đức lăng măng cả câu này chỉ có nhẩm tí là xong thôi đúng không và câu này thầy đã chữa cho các bạn rồi đấy mấy đứa còn nhớ câu này không đây Mai Chi Nguyễn Hữu Tài Vinh Bảo toàn mon em quên phần bảo toàn mon liên kết bi thì quên rồi ô lại nhá Ngọc Mai 39 em bị mắc một xíu câu này ấy là nhìn dấu hiệu thôi nung hỗn hợp x ở đây là gồm metan đúng không chứ không phải mê em đúng không mê anh thì hết CH4 ethylene là C2H4 propin là C3H4 à, vinyl C4H4 và em nhìn này là các đồng chí này có đặc điểm chung đó là đều có bốn nguyên tử hydro đúng không nhá vậy được gọi ngay công thức chung của hỗn hợp x luôn đó là gì ạ c gì ạ? n chưa biết n có thể n trung bình cũng được h gì ạ h 4 bây giờ người ta làm cái gì người ta cho nó phản ứng với hydro xúc tác niken và chỉ xảy ra phản ứng cộng hydro thôi cộng với hydro được chưa à, từ từ à, đúng nhỉ sinh ra gì ạ sinh ra anh y à, sinh ra anh y thì số mol của anh y ở đầu bài cho em có là không phải một này thì số mol của y bằng luôn số mol của của đồng chí này của đồng chí x ban đầu và có tỷ khối luôn này Là em tính được M của Y Biết 0,1 mon Y thì lại phản ứng được tối đa là 0,6 mon Brom Thì câu này chúng ta làm được như sau này Với anh Y thì là em biết là, là Hydrocarbon Đúng không? Chỉ gồm các Hydrocarbon thôi Thì công thức tổng quát của Hydrocarbon là gì ạ? CNH2N cộng 2 trừ đi 2K thôi Đúng không? Nhá Trong đó K đây này, này K này đối với Hydrocarbon nó chính là số liên kết pi gì ạ? C nối đôi C em có tính được k không ạ? tính được k không? tính được k quá đây này, này. em thấy là nó có là y thì có thể phản ứng được tối đa từng này mon brom. thì em thấy là ta tính được k ngay. nhá y này thì có phải là cộng được với k phân tử brom không? bởi vì nó có bao nhiêu là gì ạ? bao nhiêu liên kết pcc thì nó cộng được bấy nhiêu phân tử brom vào đây. nhá. nó cộng được k phân tử brom vậy số mon này. còn sau là lập tỷ lệ thôi. đây là số mon anh này không phải một thì số mon anh này là không phải k mà không phải một k thì lại bằng là số mol brom phản ứng đây là không phải không sáu em rút ra cho thầy k nó bằng bao nhiêu được chưa k bao nhiêu không phải một chia cho à không phải không sáu chia không phải một tức là bằng không phải sáu đúng không k bằng không phải sáu em thay vào đây thì em ra được anh y này anh y chúng ta lúc này nó sẽ là công thức là gì ạ cn này h gì ạ h hai h mấy nhỉ cn h hai n cộng với 2 trừ đi 1,2 bởi vì 0,6 x 2 là 1,2 mà là còn là 0,8 đúng không? Xong chưa? Mà ở đây người ta cho em tỷ khối so với hydro của y rồi là 14,4 vậy rút ra cho thầy m của y thôi. M của y bằng 14n này. 12n cộng 2n 14n cộng với là bao nhiêu? 0,8. Bằng bao nhiêu ạ? 28,8. Và từ đây các bạn rút ra cho thầy N là xong Bài toán kết thúc hai thầy em mới rửa bát xong <laughs> rồi nguyễn hữu tài vinh đã ra cho thầy được là gì ạ m của y chúng ta n nó bằng mấy ạ n bằng bao nhiêu n bằng hai đúng không vậy công thức tổng quát của ông này khi em thay vào đây n bằng hai vào đây nó chính là bao nhiêu ạ là c mấy ạ c c mấy c hai h bốn tám ok chưa vậy là nhìn vào đấy Phản ứng của chúng ta là hydro này, phản ứng cộng hydro thì không thay đổi mạch carbon nhá thì rõ ràng x của chúng ta ban đầu bây giờ nó sẽ chính là trở thành là gì ạ? Là C2H4. Đấy là đây là tổng quát đấy nhá, là trung bình đấy, trung bình của những anh này này. Cộng với lại hydro đấy, để tạo ra được là C2H4,8 thì viết lại nhá. Vậy em cân bằng hydro thì chỗ này ta còn là 0,4 nữa. 0,4 x 2 là là 0,8 cộng với 4 đây là 4,8 mà. Mà số mol đầu bài cho anh này là 0,1 rồi. Hay 0,1 này. Thì suy ra số mol của hydro phản ứng đây là bao nhiêu? bốn Xong chưa? Bài toán kết thúc quá là mềm mại luôn. Đây là đáp án C. 39 thầy cho em với câu này để em ôn lại cái phần lớp 11 giúp thầy nhé. Và thầy dạy khá kỹ rồi đấy. Những bạn nào mà học tốt hơn một chút thì em chỉ cần nhẩm thôi đấy nhá. Em chỉ cần lập cho thầy tỷ lệ K để tìm ra được N thôi và thay vào luôn. Bây giờ chốt. Chốt buổi ngày hôm nay đó là câu số 40. Rồi Phạm Hoàng tên Kim Kim rất là xịn đây này Kim đã chốt câu 40 là đáp án D Thanh nhân hôm nay vô tình xem lại Thầy vẫn như vậy Vẫn giọng nói ấy nhiệt huyết như khóa của chúng em Kính chúc thầy và các bạn là học sinh 2K5 Một năm học thật chất lượng Cảm ơn thầy vì đã đồng hành Là một phần thanh xuân của em Cảm ơn thanh nhân nhá Thấy để logo Bách Khoa như đố Bách Khoa đúng không Văn thiện Câu số 40 nào anh em ơi câu 40 các em làm được không? câu số 40 nào? câu này ấy thì chủ uh, nhật này thầy cho chúng ta sẽ làm bài tập theo cái dạng uh, là bài toán hỗn hợp của amin với hydrocarbon nhá là một câu có thể coi là mức độ vận dụng. đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X ở đây ấy, là gồm hai amin no đơn chức. chúng ta biết amin no đơn chức là nó sẽ có dạng là CnH2n gì ạ? cộng 3 N đúng không? nhá khi nó đốt thì em biết là số mol của trinh là cái số mol CO2 và số mol của nước như thế nào rồi thì ôn lại cho thầy phần đốt cháy amin nhá ôn lại phần đó và cho kẹp với một hydrocarbon nhưng đầu bài không nói rõ em hydrocarbon này là 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 thuộc họ nào ăn an can Ankin an hay ăn hydrocarbon thơm đúng không thơm thì ít gặp lắm nhá bây giờ nhiệm vụ của em em phải kiểm tra xem là hydrocarbon này là là thuộc là họ nào thì cái bài này nếu mà em tính toán một tí em thì nhìn thấy nó nó rất là hay luôn không cần phải phải là quy đổi nhiều đâu có thể đồng đồng hóa cũng được ok chưa đầu bài cho em sẵn số mol là oxy này cho em số mol của co2 và số mol của nitơ ở đây em biết là dễ có oxy có co2 thì em có thể bảo toàn oxy để tính cho thầy số mon của nước nhá mặt khác này ở chỗ này dùng một lượng khác đi hai phần nó khác nhau đấy trên này người ta dùng là 0,06 mol hỗn hợp x dưới này là dùng 9,4 gam x vậy là hai phần có thể khác nhau rất hiếm khi là trùng nhau nhá à, bây giờ cho x nó tác dụng được với HCL dư thì amin nó sẽ phản ứng HCL để sinh ra muối amoni thôi, clua và người ta hỏi em vào khối lượng của muối thì em bảo toàn khối lượng thôi là xong thì câu này em làm như sau đầu tiên ấy, theo dữ kiện của đầu bài này em có thể tính được cho thầy số mol của nước không tính theo cách nào bảo toàn oxy thôi như bạn thiên kim đã nói đấy bảo toàn oxy cái vì trong amin và trong hydrocarbon ấy thì nó không có oxy nhá do đó mà Uh, em bảo toàn oxy si để tính ra số mol nước nào bảo toàn oxy si giúp thầy nào mol nước bao nhiêu à đây này nguyễn trung hiếu đi theo hướng khá hay đây này rồi cho thầy uh, cho thầy xem nào số mol của oxy si. uh, phạm hoàng thiên kim cảm ơn kim nhé bằng không phẩy bao nhiêu không bốn rất tốt rất nhanh rồi comment cho này à không phải không phải như là thầy không phải 14 chứ sorry rồi đọc nhầm ok chưa dạ. tiếp đến là gì ạ đầu bài cho em là khi mà em có số mon của nước ở đây là không phải 14 rồi có số mon tất cả của cái, các cái sản phẩm rồi. rồi có số mon của oxy nữa thì mạnh dạn tăng cò kết thúc phát bắn ta làm phát nữa bảo bảo toàn khối lượng cho thầy thôi em ra được khối lượng của x cho thầy xin luôn đi cho thầy xem khối lượng của x là bao nhiêu luôn có bạn nào tính ra luôn khối lượng của x cho thầy luôn được không nhá tính cho thầy khối lượng của x luôn đi sau khi xong ấy thì chúng ta sẽ có một cái gạch như này để thầy uh, lập luận cho em một chút nốt thầy muốn em tư duy theo hướng này nó hay này ừ, cho thầy xin khối lượng của x đi ở chỗ này em có số mol của nước này và số mol của co2 thì em thấy này 0,11 này và anh này là 0,14 nhá thì em kiểm tra ngay này khi đốt amin thì em thấy là số mol của amin là là là, là, là hỗn hợp x đấy chính bằng bao nhiêu bằng chênh lệch giữa số mol của nước trừ đi số mol của CO2 trên 1,5 bởi vì I amin mean no đơn chức. khi em thay vào đây số mol của nước là 0,14 14 trừ đi 0,11 nó còn là 0,03 đúng không nhỉ? 0,03 chia 1,5, có nhà không phải 0,3 chia 1,5 tức là nó bằng 0,02 được chưa? các bạn check luôn cho thầy. nó bằng 0,02 mà số mod của X ban đầu này đầu bài đã cho em là nitơ đây là số mol là 0,01 thì em bảo toàn nitơ thì số mol của X là 0,02 luôn. Và em thấy là số mol của uh, hỗn hợp X ấy nó lại bằng luôn số mol của gì ạ? của uh, hỗn hợp amin trong này. Mấy đứa có hình dung uh, cho thầy không? Chỗ này em phải sửa đây thành amin nhé. Nó bằng luôn là số mol hỗn hợp X. Đúng không ạ? Thế vậy thì cái phần mà làm thay đổi chênh lệch số mol của nước và CO2 này này nó chính là do em đốt amin. Thế còn thằng hydrocarbon này khi mà đốt ấy nó không làm thay đổi tranh lệch cái số mol bon của nước và CO2 do đó cái anh hydrocarbon nào thuộc họ nào thì nó không làm tranh lệch uh, số mol bon giữa nước và CO2 bị thay đổi ạ không làm thay đổi số mol bon nước CO2 đó chính là anken đúng không? À, đây từ đây em kết luận luôn cho thầy đó là gì ạ? là hydrocarbon chúng ta ấy, nó phải là anken thế thôi anken thì khi đốt có phải là số mol bon CO2 bằng số mol bon nước không? đấy nhá thế thì em đã suy ra được là hydrocarbon đó là anken rồi thì em hoàn toàn có thể đồng đẳng hóa luôn chứ không cần đồng đẳng hóa kết hợp hydro hóa nữa vậy chúng ta sẽ quy đổi nhé đồng đẳng hóa thôi đồng đẳng hóa hỗn hợp X kìa Đấy, em sẽ quy là về hai amin no đơn trước em quy về amin đầu dãy là C3N2 đúng không? Anken anken thì em quy nó về C2H4 và cuối cùng tách ra C2 số mol của amin có sẵn rồi nó bằng bao nhiêu không phải không hai rồi đều luôn đây Ôi, thế đến đây dễ quá nhỉ số mol của anken thì tổng số mol của X này, này là bằng không phải không sáu thì em thấy là trừ đi 0,02 số mol của anken là phải04 nhớ là số mol của hỗn hợp X thì không được tính vào số mol của C2 này số mol của C2 không được tính vào số mol hỗn hợp do đó mà trừ được luôn thế thì số mol của C2 có tính được không ạ tính được ngay theo diện bảo toàn carbon đúng không bởi vì khi đốt nó sinh ra được là 0,11 diện mol CO2 thì em lấy trừ đi thôi nhầm thôi không phải 0,1 trừ chỗ này là còn 0,09 trừ đi đây, đây là 0,08 vậy là chỗ này nó còn là 0,01 theo bảo toàn carbon 8 bài toán chúng ta nhẹ nhàng kết thúc Thì bài này nó có gì đâu thầy muốn là các em tư duy một tí đúng không tư duy một tí và em thấy là khi đi thi ấy, nó sẽ gặp những cái bài như này thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo đó là tác dụng HCL này bây giờ cho phản ứng HCL này phản ứng HCL thì em nhớ là a à, từ từ chỗ này em ghép đi đã chỗ này em chưa ghép nhỉ em ghép thì em thấy này là ở đây người ta thấy là hỗn hợp X ban đầu nó có là hai amin do đó mà cái chỗ anh CS buy N2 em phải tách ra theo gì ạ? Theo số mon CS2 đây là 0.02 tách ra thành 0.01 cộng với 0.01. Được chưa? Thế vậy thì ghép CS2 thì em ghép được nó vào đâu ạ? Vào một trong các amin này. Thì ta sẽ ghép CS2 thôi. Ghép CS2 thì x này chúng ta ấy, nhớ là không ghép được vào CS4 đâu nhá. Không đủ mà ghép vào đâu. Và anh chỉ có một anken thôi. Vậy anh x này có hai amin, một là CS3 NH2 và hai là gì ạ? Một anh ghép vào nữa là C2H5 đồng là kế tiếp và chúng, thực ra chỉ quan tâm đến hai anh này thôi nhưng mà thôi viết nốt ra xong số mon thì viết lại là không phải không một này không phải không một này ra chia nửa đây nhá và đồng chí này là không phải không bốn à quên đồng chí này là không phải không một chứ gì à không phải không bốn đúng không xong nhá bây giờ phản ứng với hcl thôi đến đây các bạn tự làm Phản ứng với HCL là xong Em nhớ là MX này ấy, MX này là Ở đây khối lượng của anh này vừa tính xong rồi này Nó là 1, bao nhiêu Các bạn vừa tính cho thầy là 1,88 gam đúng không Nhá Thì khối lượng của anh này kiểm chứng lại đi Nó là 1,88 gam Bây giờ anh này phản ứng với HCL nó sẽ sinh ra muối Đúng không Sinh ra muối chúng ta muối ở đây ấy. Muối thì em thấy là bản chất khối lượng của muối Chính bằng không cần phải viết khối lượng không viết anh muối ra làm gì cả Muối là HCL nó là, 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 là phản ứng với hai anh này đúng không? Thì muối có phải là bằng khối lượng của amin cộng với lại khối lượng của HCl không? Cái này thôi tính cho thầy khối lượng của muối là xong. Nào, khối lượng của amin ở đây anh này là 31 này. 31 cùng số mol mà, hai anh này cùng số mol đưa vào trong 31 cộng với 45. Tất cả nhân với lại 0,01. Khối lượng của HCl ở đây thì em thấy amin này amin đơn phản ứng với hai anh này thì số mol HCl ở đây sẽ là bao nhiêu ạ? hai 0,02 đây này cộng, cộng lại này. này sẽ là 0,02. Thì là cộng 0,02 nhân với 36,5 chỗ này là hơi ít đất rồi. Sorry nhá. Ra được có thầy khối lượng muối không bao nhiêu? 7,45 g ạ. À? Rồi, 7,45 g. nhưng nhiều nhiên đầu bài ấy, chú ý nhé Chú ý là chọn D là vứt đi đấy. Mà thầy à quên là ông nào đã chọn là 7,45 khối lượng muối cơ mà. Khối lượng muối đã. Chưa đã xong đâu. Đấy ý khối lượng muối của anh này như không phải rồi. Cộng 0,01 này, cộng với lại 0,02 nhân với 36,5 nó bằng bao nhiêu nhỉ? Nó lại nhầm mất rồi. Và bao nhiêu nhỉ? Nó là 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 1,49 cơ mà. Chỗ này là 1,49 g mà. Em nhớ đây mới đang là 1,88 g thôi, đúng không? Nhưng mà đầu bài đây nó bảo là 9,4 thì chỗ này chúng ta sẽ có là 9,4 lập tỷ lệ mà. Nhá. Yeah. 9,4 mà chia cho 1,88 bằng là 5. Vậy phải, anh này phải nhân 5 lần lên. Nhân với 1,49 là bằng đúng là 7,45 rồi. 7,45 g và đáp án chúng ta đúng là đáp án D thật. <laughs> rồi ok, ngày hôm nay thầy đã hoàn thành mục tiêu cho các em rồi đấy. Nha. Hoàn thành mục tiêu cho các bạn rồi và thầy nghĩ là đề khởi động này là đề khá nhẹ nhàng. Những cái bạn nào ấy mà đã xác định là sau này em thi ấy, để thi tốt nghiệp mà các em muốn là trên 9 điểm ấy thì các bạn phải xác định là đề này các em phải trên 9. Với cái 40 câu này phải làm ngon, không để bị sai những cái câu cơ bản nhá. Thế thì ngày hôm nay là chúng ta đã xong. Thì hy vọng là những cái gì mà thầy dành cho các em thì sẽ có ích cho các bạn. Và sắp tới thì thầy sẽ gửi sách về cho các em và sẽ gửi theo giai đoạn thôi chứ thầy gửi một lúc thì có thể các em sẽ vứt sách đi mất. Đó mà sẽ theo giai đoạn sẽ hơi tốn kém một tí nhưng mà ok, các em cứ yên tâm thầy sẽ làm mọi điều tốt nhất cho các bạn. Ok nhá. À, rồi bạn à, tất cả các bạn đang ở đây đỗ hiền hà việt ngô chu minh thư Phạm hoàng thiên kim các em cảm thấy cái đề này ngày hôm nay như nào mấy đứa có hiểu bài không thầy hát đi thầy ơi hát à <laughs> ok thôi rồi, rồi hát bài nhỉ hát bài tặng các bạn hát bài nhá hát bài nhân ngày văn nghệ để là truyền lửa cho các em một tí nhỉ các bạn thích hát bài gì Hôm nay có vẻ như ít bạn xem livestream, điều đó khiến cho thầy uh, uh, hơi buồn một chút, thực sự như vậy. Nhưng mà thầy hy vọng là những giai đoạn sau các em hãy cố gắng lên nhé, hãy cố gắng thêm. Hãy dành nhiều thời gian và chiến đi. Nhưng mà nói đi thôi, cuộc sống nó phải có nghỉ ngơi. đường đề này tương đối là chill. Đề này, đề này đừng có làm sai cho thầy là được. Rồi, một bài, một bài, một bài duy nhất, một bài duy nhất. Nào, nhanh cẩn trương để con nghỉ ngơi một bài duy nhất thôi nhanh cả trước nào tặng các bạn một bài duy nhất hoặc là một đoạn thôi chứ thầy cũng không còn sức nữa đâu mệt lắm nào nhanh cả trước chọn bài đi vì uh, giai đoạn này đang là giai đoạn chiên các thầy cô và nhớ cho thầy là với lớp vip năm nay thầy đã dành thời gian cho các bạn nghỉ ngơi không để cho các bạn tập trung quá nhiều vào À, vào việc là tham gia vào các cái uh, game show mà lớp vip mà tạo ra nữa bởi vì là so với các cái khóa trước ấy thì các anh chị đều phải ở nhà do đó thầy phải nghĩ ra nhiều cái uh, nhiều cái uh, gọi là chiến dịch để cho các anh chị đỡ bị stress đôi khi học ở nhà nó cũng chán nhưng mà các em thì năm nay các em có nhiều thời gian để các bạn làm sao các bạn đến lớp và các bạn phải tham gia rất là nhiều cái chương trình ở trên trường nữa do đó mà thầy đã bảo thầy thành là thôi năm nay thôi bạn nào có tâm thì có thể là làm cũng được thì các em nếu có thời gian thôi chứ không phải có tâm Đấy, thực sự như vậy nhưng mà thầy rất là muốn các bạn hãy dành thời gian để các em nghỉ ngơi nhé thầy luôn ở bên các bạn và cố gắng làm sao để lo lắng cho các em nó nó, nó chuẩn nhất có thể rồi sau đây thầy sẽ dành tặng các bạn một bài hát và thầy nghĩ là nó sẽ không ra gì đâu bởi vì dậy đến cuối rồi cũng hát hay được nữa nhưng mà giờ yeah, không ăn được đâu <laughs> ông nào có ra bài này đoạn này khó thế đoạn này thầy nhớ là nó phải lên cao nữa cơ mà thôi thầy không chơi được nữa rồi ờ uh, uh, hy vọng là đấy uh, chọn vừa một bài nhưng mà cảm giác như có vẻ như là không chơi được ờ uh, thầy hy vọng là đấy tất cả những gì mà thầy và team tôi học dành tặng cho các em ấy thì đều là nghĩ những cái điều tốt đẹp nhất cho các bạn thôi thì các bạn hãy cố gắng cố gắng mà chuyến nhé À, cho dù là gì ạ, vất vả khó khăn đến mấy chăng nữa thì à, hãy tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất cho cái tuổi thanh xuân của các em hãy à, cố gắng hết mình để khi chúng ta đỗ đạt rồi ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy không bị hối hận thực sự như vậy. Ok thầy hẹn gặp lại các em vào à, tối chủ nhật quên à, nhầm tối mai chứ sorry các bạn và à, tối ngày kia tối ngày kia u rồi nhiều lắm nhá yeah. ok bye bye mấy đứa và hẹn gặp lại các em vào buổi livestream tiếp theo nhé nghỉ ngơi đi.